5018. Đi Vĩnh Long mét gửi luôn. Lũng bên kia lên luôn. Đó, đã chưa? Năm 2018 này đi Vĩnh Long là chỉ có 2018 Việt Nam thôi. Giờ cái con Việt Nam nó đặt cái đùi to hơn cái con Thái để về Việt Nam mà đi Vĩnh Long á. Con này bây giờ người ta quá chuộng luôn à. À quên, đồng này đồng Hưng Thạnh nha các bạn, Hưng Thạnh Tháp 10 Đồng Tháp. Sau lưng nè con 6040. Hưng Thạnh nhưng mình không biết nằm khúc nào nữa, chỉ biết là thuộc địa phận của Hưng Thạnh thôi. Quá đã, đi Vĩnh Long nhìn mất mê luôn. Năm 2018 này nó là một chạc với dân ma năm 14, hai con ngang nhau, hai dòng mà người ta xài nhiều á, hai dòng máy nhỏ. Để mình nói rõ hơn cái dòng máy nhỏ này nè, mình nói con này máy nhỏ có một số bạn không chịu nè. Cái dòng NL á, với NL 2018 là NL là cái dòng máy kéo nhỏ gọn, cái đó là của Kubota, nó phân chia ra đó. Như nhảy qua ông này là M là ông máy lớn rồi nè. Đó, giống như con NL 1802 đó, cũng là nhỏ xíu đó. Lên dài lên tới con này NL 2018 là hết rồi. Còn cái dòng bơi là cái dòng nhỏ gí, nhỏ xíu xíu á, cái dòng này làm giường đó. Còn cái dòng BX là cái dòng nhỏ nữa. Cho nên mình gọi cái máy này máy nhỏ là mình gọi theo cái phân khúc của Kubota nó phân chia, chứ không phải là mình gọi nó máy nhỏ. Thật ra thì nhìn nó cũng lớn, nhìn nó không có nhỏ hơn 6040 là mấy. Họ đã chưa, phê luôn. Đó bắt đầu nữa nè. Vô trong bớt à, bớt lầy à. Một cặp mì là làm nhanh lắm rồi nha. Con này thì mình ấn tượng đó là ấn tượng cái cabo, mặt nạ cabo nhìn như siêu nhân vậy, phân biệt rõ ràng luôn, nhìn là không lẫn vô đâu. 6040 như 7040 nhìn còn lẫn lộn, phân biệt được cái bô e. Còn con này nhìn vô cabo là xa lắc liền. Nó nhìn nó nhỏ hơn con 6040 nó có nhiêu đâu, nhỏ bị ngang à. Con 6040 kia cái nắp màu xanh ta. Mình tác nghiệp qua đây là cũng xa lắm rồi, khoảng 60-70 cây cách nhà đó. Mình đi đường Chàm Chim Tâm Nông nè, ngoài Long An đi vô, tính đi từ Hồng Ngự qua mà sợ từ Hồng Ngự qua nó không có đồng,
không có máy. Đi ở đây ít nhiều thì cũng có máy lai gai. Đường dầm chim Tâm Nông nè. Đi sau em úp đi trước dẫn đường. Con này giá nó khoảng 340 cho đến 345 nha các bạn. Chỉ máy thôi đó. Giá mình nghe thôi chứ không phải giá mình hỏi trực tiếp hãng hoặc là mình mua. Mấy người bất tài này người ta mua thì mình hỏi thôi à. Nó cũng chênh lệch là do nó tùy cửa hàng, tùy đại lý rồi đó. Phải. Cái ô này nó cũng hơi mềm đắt chứ nó không có cứng chân nhiều. Cứng chân nhiều là chạy nhanh. 5018 là tính ra đây là cặp này, cặp thứ hai nè. Bên mình có một cặp nữa. 6040 với 5018 đi chung một cặp vậy đó. Máy một chủ một luôn, hai anh em luôn. Lòng đi vậy để chụp mới đã. Mà đi bánh lòng này động cái bóp đầu mình thấy như cái bộ như nó hao máy quá. Hao đùi. Ở máy Thái Lan là đùi ghim nó đùi nhỏ, đi bánh lòng cái này đi đâu có nổi. Cái này là hình như là người ta sớ, cũng như trong mấy cái ô gần gần nhau đó, là người ta sớ dòng bìa lọt một hết rồi. Cái đầu mới gỡ sớ này ra. Nữa qua sớ cái sớ luôn, khỏi mất công sớ dòng bìa. Con 5018 này cái cầu nó có hai cái ốp hai bên đó. Nhìn nó bự lắm. Không nhìn kỹ là nó nhỏ hơn con 6040 bề ngang, là nhỏ chút xíu à, chứ không có nhiều. Nó mà đi cái bánh trước bằng cái bánh 6040 á, nói hơi nghịch lý. Ý là mình nói đi vậy đó là nhìn là khó phân biệt luôn á, nhìn từ xa. Sớ này cái sọ nhìn cứng quá ta, không biết dàn sớ gì.
biết dùng từ đã, chứ không biết dùng từ gì khác.